Ai phụ trách chương trình này? Em. Cô có ý kiến gì không? Tôi có một vài ý kiến khác. Theo tôi, phong cách của Nguyệt Vy không hợp với những chương trình đòi hỏi sự tương tác cao với khán giả như kiểu chương trình này. Cô ấy chỉ thích hợp với những chương trình đòi hỏi sự nghiêm trang, còn với chương trình nhìn ra cuộc sống thì Nhật Vy phù hợp hơn. Cách dẫn dắt của Nhật Vy dễ làm cho khán giả xúc động hơn. Đúng vậy. Tôi cũng cho rằng cách dẫn dắt của Nhật Vy rất gần gũi với khán giả. Nên phù hợp hơn với chương trình này. Tôi không đồng ý như vậy. Theo tôi thì chương trình nào có rating cao hơn thì sức thu hút sẽ tốt hơn, nên... Vậy quyết định đơn giản thôi. Chương trình nào có rating cao? Chương trình của Nguyệt Vy đạt 15.2. Còn chương trình của Nhật Vy đạt 18.8. Đó cũng là rating cao nhất trong tuần. Được rồi. Vậy quyết định chọn chương trình theo rating. Từ nay, cô Nhật Vy sẽ phụ trách chương trình Nhìn Ra Cuộc Sống. Còn cô Nguyệt Vy sẽ bố trí xem xét sau. Cứ quyết định. Giám đốc Thiên Ân. Từ mai em bắt đầu làm chương trình chính thức rồi. Chắc không thể đi chơi mỗi tối với anh nữa đâu. Thưa cô Nhật Vy, về chuyện này thì cô cũng cần phải lo lắng. Hôm nay em vui lắm, chắc vui đến không ngủ được mất. Nè, nhất định phải ngủ đủ giấc để gương mặt luôn tươi tắn xinh đẹp. Em không được để khán giả nhìn thấy ánh mắt mỏi mệt của em được. Anh nói cứ giống như là ông chủ ra lệnh cho cô nhân viên không được làm hỏng việc gì đó. Mà thật ra là anh kiếm được việc làm rồi hả? Ừ, được rồi. Tốt quá rồi, sao tới giờ anh mới nói cho em biết? Thật ra cũng không có gì hay hết. Anh làm ở công ty của ba nữa mà. Anh đi làm là được rồi. Công ty nào vậy? Chắc từ giờ anh bận lắm phải không? Cũng công ty nhỏ thôi à. Thôi để khi nào mà anh sẽ kể cho em nghe. Ừ, khi nào lãnh lương á, anh dẫn em đi ăn rồi kể em nghe luôn. Dạ. Anh về nha. Bye nha. Anh đi đường cẩn thận nha. Bye bye.
gớm thiệt đó. Cậu mà cũng biết dùng chiêu bài này nữa hả? Vi muốn nói gì chứ? Giám đốc công ty vừa rời khỏi đây. Cậu thả mồi từ khi nào mà câu được con cá lớn dữ vậy? Tôi ngưỡng mộ cậu ghê đó. Giám đốc công ty nào? Tới giờ mà cậu còn giả giờ nữa hả? Tôi biết là cậu đắc ý lắm, cho nên là tôi mới đến đây để chúc mừng cậu đó. Cậu đừng có tưởng phụ trách được chương trình này rồi thì trò chơi giữa tôi và cậu sẽ kết thúc. Khi mất anh Minh Kiên, cậu làm như là chết đi sống lại vậy đó. Bây giờ còn bày đặt đi cưa cẩm chính ông chủ của mình. Quá ra cậu cũng cao tay thiệt đó. Thật ra Vi đang nói gì vậy? Người vừa đưa Vi về chính là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị. Chính anh ta là người loại bỏ chương trình của tôi để chọn chương trình của cậu, mặc dù tất cả mọi người đều nói chương trình của tôi hay hơn. Quá ra cậu lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để cạnh tranh với tôi hả? Ê, ê, xin lỗi. Xin lỗi, có gì vậy? Ủa sao vậy? Có chuyện gì vậy? Con không muốn làm chương trình này hả? Chú hay để Nguyệt Vi làm chương trình này đi. Tại sao vậy? Tại vì con không muốn làm. Bây giờ xin mọi người thảo luận về bộ phim do nhóm phó giám đốc Dương Tường chủ trì. Điểm mạnh ở bộ phim của chúng tôi là có chương trình song ngữ Anh Việt để tạo điều kiện cho các em nhỏ tiếp xúc với tiếng Anh. Đó là suy nghĩ của tôi. Anh trình bày tiếp về vấn đề MC. Cũng chính nhằm mục đích thu hút các em nhỏ, nên chúng tôi quyết định hợp tác với một ca sĩ nhí để thực hiện chương trình này. Bộ phim Harry Potter và những người bạn là bộ phim rất ấn tượng, rất chú trọng trong việc dạy và học Anh văn. Bộ phim cũng muốn kéo lại gần hơn giữa việc học và nhu cầu giải trí của các em. Về MC của bộ phim Harry Potter và những người bạn, chọn một ca sĩ nhí rất được các bạn nhỏ yêu thích. Nhưng vì là MC nhỏ tuổi thì liệu có tốt hơn một MC người lớn hay không? Vậy anh Thiên Ân tính dùng ai để làm MC cho bộ phim Những Người Bạn Hoa Quả của anh? Thông thường khi xem một chương trình thiếu nhi thường do người mẹ quyết định. Vì vậy chúng tôi đã chọn một MC người lớn rất thích hợp với sự lựa chọn của những người mẹ, cũng như là được khán giả yêu thích. Thật sự là có nhân tài như vậy sao? Đương nhiên là có. Chúng tôi đã mời cô Trịnh Uyên làm MC cho chúng ta. Tôi nghe nói cô Trịnh Uyên sang Mỹ định cư rồi mà. Cô Trịnh Uyên vừa mới trở về nước và cô ấy đã chọn chương trình của chúng ta là chương trình để quay lại với công chúng. Tại sao lại có chuyện đó? Tôi nghe nói cô ấy đã trở về, nhưng tình hình sức khỏe của ấy thì lại không tốt. Đúng là cô ấy vừa trải qua một ca phẫu thuật, nhưng hiện nay sức khỏe cô ấy đã hồi phục rất tốt rồi. Hơn nữa trong thời gian bị bệnh thì cô ấy càng nhận được sự quan tâm cũng như yêu quý của các bà mẹ trẻ. Tuy mức độ ủng hộ của khán giả có tăng lên, nhưng cũng không nên lợi dụng bệnh tình của cô ấy để tạo sức hút cho chương trình của chúng ta. Cô ấy là người sáng suốt, biết mình cần làm gì mà. Chúng tôi đã đích thân đến công ty đối tác để hợp tác về kỹ thuật và sẽ có kế hoạch trình chiếu đồng bộ với họ trong mùa hè này. Chương trình do công ty TMV hợp tác cùng với công ty MNP sẽ được đón nhận trên toàn thế giới. Còn bây giờ, xin mời mọi người bỏ phiếu để lựa chọn chiếu bộ phim nào. Càng ngày càng hỗn xược. Chào giám đốc. Anh không nói với em chuyện này là gì? Em muốn về.
có thể giám đốc rất rảnh rỗi, nhưng em lại không có thời gian. Nhật Vi, em không cần biết anh nghĩ gì phải không? Em đã nói với trưởng phòng Đăng Khô rồi, em không thể nào dẫn chương trình đó được. Tại sao em làm như vậy? Em làm chương trình đó thì người ta nghĩ em sao đây? Nhật Vi à, tại sao em cố chấp như vậy? Em giữ được chương trình đó là do năng lực cá nhân của em. Chính Đăng Khô cũng hiểu rõ điều này mà. Không, em chỉ biết một điều là tất cả mọi người trong công ty đều nhìn em bằng một ánh mắt khác để em dẫn chương trình đó. Họ sẽ nói rằng nhờ có nguyên giám đốc em mới có thể đánh bại Nguyên Vi để phát sóng chương trình. Cho dù mọi người có suy nghĩ như vậy, nhưng bản thân em không cảm thấy xấu hổ gì lòng mình là được rồi. Em chút này không giống em chút nào. Tại sao lại không giống em? Như thế nào mới có thể là em chứ? Mọi chuyện đã như vậy, em còn biết làm gì khác được nữa. Nhật Vi à, đó là chị. Chị anh là ông chủ của em, đúng không? Xin lỗi anh, vì trước đây em đã hành xử không đúng mực với anh. Anh nghĩ trước sau thì em cũng sẽ biết chuyện này, nhưng vẫn không dám nói với em. Không phải vì anh cố ý muốn lừa dối em đâu. Trước mặt mọi người, anh lúc nào cũng chỉ là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị. Chỉ có như anh mới thực sự là chính bản thân anh, là Thiên Ân bằng xương bằng thịt với những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Mối quan hệ này thật sự rất quan trọng đối với anh, và anh không bao giờ muốn đánh mất đi. Em hãy hiểu chưa? Không, vì em là một đứa con gái ngốc nghếch. Nhìn tất cả mọi người đều biết con người thật sự của anh, chỉ có em là ngu ngơ không biết gì hết. Cho nên anh thấy thích thú, thấy giống như một trò chơi cút bắt phải không? Em đã nghĩ như vậy thì anh có nói gì cũng vô ích thôi. Anh là giám đốc của em thì sao chứ? Anh cũng khác gì so với ngày anh mới quen em đâu. Anh thực sự có thay đổi gì đâu. Ngay cả tình cảm của anh dành cho em, khi em đau khổ như bên kia, em khổ sở như Nguyệt Vi, em đã gạt bỏ hết mọi tự ái để dựa dẫm vào anh. Nhưng lúc đó cha đang thầm cười nhạo em, đúng không? Cha thấy vui lắm, đúng không? Anh còn làm ra vẻ lúc nào cũng hiểu em, như một người anh che chở cho em. Thì với anh, em mãi chỉ là một cô bé ngốc nghếch mà thôi. Anh thấy chưa, con nhỏ này nó cư xử như vậy anh có chấp nhận được không? Rõ ràng ngay từ đầu em đã nói với anh là nó không có nghiêm túc gì với công việc của nó hết mà. Đã nói không làm thì không làm, bây giờ còn chưa chịu về cơ quan nữa nè. Nhật Vi không phải là người vô trách nhiệm như vậy đâu. Anh còn dám binh nó nữa hả? Chị đã chọn chương trình của nó, bây giờ chị có thấy chị đã tự chuốc phiền phức vào mình chưa? Chị không có tin là như vậy đâu. Chắc Nhật Vi nó bận chuyện gì đó quan trọng, em ráng chờ chút đi. Chờ gì nữa, bây giờ em muốn có người thay nó ngay lập tức. Còn để cho nó làm mọi việc á hả, thì chỗ này còn gì là kỹ cương nữa. Nguyệt Vi, em chơi thân với Nhật Vi, em có biết chuyện gì xảy ra với Nhật Vi hay không? Dạ không, em không biết gì hết, không có nghe Nhật Vi nói. Em nghĩ mình là ai mà tự ý bỏ ra ngoài trong giờ làm việc chứ? Kỷ luật của em là như vậy sao? Dạ em xin lỗi, em có việc quan trọng. Chuyện quan trọng gì nói ra coi, không phải một lời xin lỗi là có thể giải quyết xong đâu. Dạ. Đã bắt tay vào làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Con làm như vậy
có thấy có chút trách nhiệm nào không hả? Dạ, con biết. Chị cảm thấy có trách nhiệm hơn, nên con mới không muốn làm nữa. Không được đâu, con thi chuyện cớ này cớ nọ để từ chối sự phân công được. Con được nghỉ chương trình này, chỉ cần con nói làm là làm, không làm là không làm. Nếu con không muốn làm thì viết đơn xin nghỉ việc đi. Còn nếu không, chúng con như chưa nghe gì hết, nghe chưa? Nhưng mà con, con... Cậu đã nói hết sự thật chưa? Chắc là đã nói với tất cả mọi người mối quan hệ giữa cậu và giám đốc Thiên Ân rồi hả? Mà hôm nay nhiều người hỏi tôi lắm, cứ hỏi tới tấp là tại sao cậu không làm chương trình đó nữa. Tôi lịch sự lắm, cho nên là không có nói ra sự thật. Hơi, không biết là bí mật này sẽ giữ được bao lâu nữa ha. Vì muốn tố cáo thì cứ việc tố cáo, còn tôi thấy không có gì là quan trọng cả. Cũng phải, chẳng có gì quan trọng, đúng không Nhật Vi? Cậu nên kiên cường hơn nữa. Ờ, mà tôi quên, Nhật Vi từ trước tới giờ chúng chị đã rất sắt đá, chỉ có một mình tôi là cậu không chịu nổi thôi. Chuyện cậu nói là không muốn làm chương trình đó nữa chẳng qua để cậu bớt xấu hổ, đúng không? Nhật Vi à, anh yêu em. Thật ra anh thấy ngượng ngùng khi nói ra điều này. Chưa bao giờ anh nói ra câu nói đó với bất kỳ người con gái nào khác, trừ em. Em muốn anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao để em có thể là em của anh như trước kia? Em vẫn không tin anh. Con người em không có gì đáng để anh yêu cả. Anh cũng biết em ngờ ngợi đến thế nào mà. Em hãy nhìn vào mắt anh và nói ra điều đó, thì em sẽ biết đúng là sự thật. Chẳng lẽ ngoài Minh Kiên ra không có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt xanh của em sao? Chị ơi, trời hôm nay đẹp quá. Tôi đã nghi ngờ chương trình của Nhật Vi ngay từ đầu là bất thường. Đúng rồi, tuy chương trình của cô ta có chỉ số rating cao nhưng thành tích thực tập của cô ta yếu, thì làm sao có thể làm được chương trình một cách dễ dàng như vậy chứ? Không ngờ Nhật Vi lại làm ra những chuyện như vậy được. Nếu cô ta không quan hệ giám đốc thì chắc chắn không được chọn làm những chương trình quan trọng như vậy đâu. Im đi! Tại sao các anh chị lại nói như vậy được? Mọi người làm chung với nhau, tại sao lại đặt điều nói xấu như thế? Đã không giúp được gì cho nhau thì thôi, còn đàm tiếu đồng nghiệp của mình nữa là sao? Chuyện của Nhật Vi và giám đốc á, mấy anh mấy chị có bằng chứng gì mà dám nói hả? Chắc như lên đóng cột vậy hả? Nếu để mọi người trong phòng này biết được á, thì mấy anh mấy chị phải chịu trách nhiệm hết á. Ai? Ai có quan hệ với ai vậy? Thức tỉnh, cậu nói lại đi, Nhật Vi và giám đốc Thiên Ân có quan hệ như thế nào? Họ hả?
Không ngờ Nhật Vi lợi hại thiệt ha. Nó có số may mắn. Thật sự là chưa bao giờ thấy con nhỏ nào có số may mắn như nó. Người con gái anh từng nói với em chính là Nhật Vi phải không? Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng chờ xem tình yêu đó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh như thế nào. Công cho cô ấy quá không? Nghe nói họ gặp nhau trước khi Nhật Vi vô làm công ty mà. Còn bất công gì nữa. Mới đầu chương trình của Nguyệt Vi được đánh giá là tốt nhất, nhưng cuối cùng Nhật Vi được chọn. Mọi người không thấy bất thường sao? Ừ, nghĩ cũng lạ. Sao kỳ vậy ta? Tại sao Nhật Vi được chọn và lại được khen như vậy? Bà không thấy sao? Đúng là một ghi dấn. Thành tích thực tập của Nhật Vi đâu có tốt. Còn hôm dẫn tin 3 phút hả, cô ấy đã làm hỏng thê thảm nữa. Chúng ta không thể chấp nhận kết quả này được. Đủ rồi, chị không muốn nghe các em lải nhải về chuyện này nữa. Nhật Vi là do chị đề cử. Em nói là em cố gắng bằng thực lực của em. Vậy thì còn Nhật Vi, chẳng lẽ chỉ nhờ sự may mắn mà làm được một chương trình tạo được phản ứng tốt với khán giả như vậy sao? Chị Hiền Mai, cả công ty này đồn ầm lên vậy, chứ không riêng gì bọn em đâu. Lời đồn chỉ là những lời bị đặt vô căn cứ. Chẳng lẽ các em nghĩ muốn vào công ty này làm việc và thành công thì chỉ cần vào sự quen biết là được hay sao? Thật là quá đáng mà. Mấy người nói như vậy có thấy vô lý không? Tôi xin lỗi, nhưng không thể nào chỉ vì Nhật Vi có mối quan hệ với giám đốc mà mọi người có thể xuyên tạc nên mọi thứ như vậy. Mặc dù Nhật Vi đã cố tình giấu giếm mối quan hệ với giám đốc lâu nay. Em không cố ý giấu mọi người đâu. Cô ấy làm như vậy là có lý do riêng của cô ấy. Mọi người đâu có thể phê phán cô ấy được chứ. Mọi người làm như vậy chẳng khác nào là sỉ nhục cô ta. Mọi người cũng không thể nào vì Nhật Vi quen biết với một ai đó mà có thể nói những điều xúc phạm đến cô ấy như vậy. Thật sự tôi không hiểu mà. Mọi người nói cái gì? Mọi người nghĩ cái gì vậy? Đúng rồi, anh hiểu của Nhật Vi. Uống cà phê nè em. Lâu lắm rồi em không ghé qua căn phòng này. Anh cũng bận việc. Anh cũng không về nhà được bao nhiêu lần nữa. À, Nhật Vi nè, em không biết là anh về lúc nào. Tại sao vẫn ngồi cố chờ anh? Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Không cái gì hết. Anh biết không, hôm nay có người bày tỏ tình cảm với em á. Thật vậy sao? Ừ. Nhưng mà em có những cảm giác bối rối lạ lắm, nên em mới ghé qua chỉ để được nói chuyện với anh thôi. Thật tốt lắm. Vậy là cuối cùng cũng có người con trai dễ thương hiểu em và dành tình cảm cho em. Em vẫn nghĩ rằng em sẽ rất là vui, nhưng mà giờ em lại muốn khóc. Em định nói với anh là em đã có người yêu rồi. Em còn muốn nói với anh, trước kia anh không yêu em, đó là một thiệt thòi lớn của anh. Nhưng bây giờ em lại rất muốn khóc. Em cũng không hiểu tại sao mà em vẫn chưa quên được anh nữa. Có người đó thích em mà em lại không muốn chấp nhận người ta. Vì có lẽ em vẫn không nghĩ rằng giữa chúng ta như vậy là kết thúc. Em với Nguyệt Vi. Nguyệt Vi à? Thôi em đi về đây. Đến đêm vậy. Thôi khỏi.
Xin chào quý vị. Mở đầu chương trình buổi sáng hôm nay là sự ra mắt của chuyên mục đang được quý vị mong đợi, Nhìn ra cuộc sống. Chúng tôi xin giới thiệu biên tập viên mới sẽ đồng hành cùng chương trình. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, biên tập viên Nhật Vi. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Nhật Vi. Rất vui vì từ nay, mỗi sáng tôi được đồng hành cùng quý vị và các bạn để khám phá. Lần đầu tiên làm chương trình, đương nhiên sẽ có hồi hộp đôi chút. Nghe nói cô đã gặp gỡ các gia đình, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài trời tại Thanh Đa. Dạ phải. Vậy, chúng ta hãy cùng theo chân người dẫn chương trình Nhật Vi để du ngoạn cùng với các gia đình tại những địa điểm thú vị ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay, tôi đang đứng tại công viên, nơi được khá nhiều gia đình lựa chọn để gặp gỡ bạn bè, hoặc đơn giản chỉ là một cuộc đi chơi, chụp hình, ấm cúng dành cho những người thân trong gia đình. Em xin lỗi. Mọi người nhìn thấy ánh flash thường chỉ chớp mắt thôi. Xem lại bị nứt cục lạ lùng vậy. Thôi được rồi, không sao đâu. Không có vấn đề gì đâu. Dạ. Anh nhớ lúc em mới vô làm, cũng hay bị nứt cục như vậy lắm đó. Em bị như vậy từ bao giờ? Rồi, mọi người làm việc nha. Sau khi xem chương trình này xong, quý vị và các bạn đã có ý định đưa gia đình mình đi dã ngoại, picnic vào dịp cuối tuần này chưa ạ? Dù công việc nhà có bị bỏ bê đôi chút, nhưng mà không khí vui vẻ tràn ngập trong gia đình thì không dễ có được, phải không các bạn? Đúng vậy, một gia đình tràn đầy sức sống và sự yêu thương sẽ là động lực lớn để cho các bà mẹ sắp xếp thời gian để đưa các con mình đi chơi cùng với ông xã và bạn bè. Cô Nhật Vi nè, cô đã hết nứt cục rồi chứ? Dạ. Lúc mới làm chương trình, có những lúc hồi hộp quá tôi cũng bị nứt cục kiểu y như vậy. Phải. Còn tôi dù mới hay cũ, đều bị nứt thường xuyên. Nhất là khi ngồi với hai người phụ nữ xinh đẹp như thế này. Rất hy vọng chuyên mục Nhìn ra cuộc sống sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Và hơn thế nữa, quý vị khán giả sẽ dành những tình cảm tốt đẹp cho cô Nhật Vi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đồng hành cùng quý vị và các bạn. Chào mọi người. Chào mọi người, em về rồi. Nhật Vi. Trời ơi, em dẫn chương trình hay lắm nha. Anh hâm mộ em đó. Em mới bắt đầu là vậy. Không sao đâu. Dạ, em cảm ơn. Cô Nhật Vi, có người gửi hoa cho cô. Cảm ơn. Chà, cô cứ làm người khác phải ganh tị đó nha. Hình như giám đốc công khai nâng đỡ cho cổ. Họp với đối tác Anh Quốc hôm nay, cô về sang ngày mai giùm tôi nha. À, còn nữa nè. À, lát nữa tôi gọi lại. Em đã nói là anh không cần phải làm như vậy nữa mà. Anh đừng có giả vờ nữa. Em không có tâm trạng ngắm qua, mơ mộng về tình yêu say đắm đâu. Alo. Tôi Ngọc đây. Ba hả? Đã nhận được hoa chưa con? Tôi là khán giả trung thành của cô Nhật Vi. Chúc cô làm việc vui vẻ nha. Dở qua đó. Là ba gửi đó hả? Thôi cô làm việc vui vẻ nha. Ba cúp máy đây. Có phải vì chúng ta quen biết nhau mà em khiến cho mọi người đàm tiếu không? Không. Vì có phải tình cảm của anh dành cho em khiến cho em bị áp lực? Anh Thiên Ngân,
Anh cho em một thời gian để em suy nghĩ. Và còn một điều nữa, trong thời gian em chưa quyết định, tốt nhất là anh đừng có hỏi về những cảm giác của em. Và bây giờ phải về làm đi. Kiên à, trước kia tôi không bao giờ nghĩ mình yêu sẽ như thế nào. Đúng là mệt mỏi. Anh đang yêu à? Tôi rất muốn biết người yêu của anh là ai. Theo tôi á, về cả sự nghiệp lẫn tình yêu, anh sẽ không bao giờ thất bại. Kể cho tôi nghe một chút về tình yêu của ông đi. Hai người làm chung công ty hả? Khuyết điểm lớn nhất của tôi là quá thật thà, không giấu giếm được ai bất cứ điều gì, nên tôi sẽ không giấu giếm anh điều gì cả. Cô ấy không cho tôi công khai. Phụ nữ thường rất thích giữ bí mật, nhất là những người phụ nữ tham vọng. Tôi chưa hỏi nên cô chưa trả lời. Nhưng nếu được chọn giữa tôi và sự nghiệp, chắc chắn cô ấy sẽ chọn sự nghiệp. Minh Kiên nè, tôi tưởng tượng một ngày nào đó tôi với anh trở thành tình địch của nhau. Anh sẽ nhượng bộ tôi chứ? Với anh thế nào thì tôi không biết, nhưng với tôi chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Mời. Anh thiệt là, ban ngày thì đi làm, ban đêm thì đi nhậu say mềm như vậy. Anh tưởng anh là siêu nhân hả? Để em đi lấy nước cho. Minh Kiên à, anh làm cái gì vậy? Buông em ra. Có anh rồi, em còn chưa muốn sao? Chẳng lẽ với em, anh không quan trọng bằng công việc sao? Anh buông em ra đi. Anh sai rồi đó. Mà đi nhậu với ai vậy? Giám đốc Ân. Giám đốc Ân hả? Tại sao anh ta lại muốn uống rượu với anh? Anh không biết. Anh ta nó muốn uống rượu rồi rủ anh đi cùng. Chắc là có chuyện gì đó không vui. Anh còn nói là anh yêu cô nào đó. Buồn cười thiệt. Không ngờ người ta thích lại là Nhật Vi. Anh ta là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị. Họ quen nhau ở Đà Lạt. Không ngờ Nhật Vi cũng may mắn như vậy.
Hôm nay có gì vui không anh? Gì nữa đây? Chúc mừng cô đã gia nhập nhóm đổi mới chương trình của công ty. Anh không nói xạo em chứ? Xa tôi rồi nên cô mừng chứ gì. Nhưng còn chương trình của chúng ta thì sao? Nhật Vi sẽ làm chương trình chung với anh. Nè nè, không phải Thiên Ân đề nghị Nhật Vi đâu. Anh ta đưa em vào nhóm dự án là cũng đủ khốn đốn rồi. Em cũng biết, ông Tường luôn dòm ngó Thiên Ân mà. Chính anh là người đề nghị đưa Nhật Vi lên đó. Nhật Vi chưa chín chắn đến mức độ đó. Rồi mất công để mọi người đồn đại nữa. Còn chương trình trò chơi khoa học thì sao? Nguyệt Vi làm với anh. Vậy thì tốt rồi. Con bé đó rất có tiềm năng. Anh ráng nâng đỡ nó một chút xíu nha. Thì cũng như em thôi. Từ nay hết cơ hội gặp nhau vì lý do công việc rồi. Chắc anh phải kiếm cớ gặp em thiệt nhiều mới được. Thôi, anh đừng có đùa nữa. Nè, đừng nghĩ anh nói chơi rồi thôi nha. Anh không tha cho em đâu. Từ nay về sau, anh sẽ thường xuyên tìm em đó. Tôi biết chắc rồi, cuối cùng tôi cũng được chọn vào chương trình trò chơi khoa học mà. Tôi đâu có sợ ai thấy, càng nghĩ càng thấy tức. Đây là thời khóa biểu, phân công chương trình làm việc. Hoàng tử của Nhật Vi bị xé bỏ đó. Anh coi đi, từ lúc anh và Nhật Vi công khai mối quan hệ với nhau thì Nhật Vi và những người bạn của cổ. Nhật Vi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tại vì tôi nhiều chuyện quá. Tôi biết là Nhật Vi không có thích tôi, nhưng mà tôi không có chịu đựng được khi mà cô ấy bị làm nhục như vậy. Tôi mong anh bỏ qua cho, coi như là cô Nguyệt Vi. Cảm ơn cô đã quan tâm tới Nhật Vi. Cảm ơn cô. Nhật Vi, cô đã rơi giọt nước mắt thứ nhất, rồi sẽ tiếp tục rơi giọt nước mắt thứ hai. Cô làm tôi hồi hộp theo dõi và bị cuốn hút theo từng diễn biến trên gương mặt của cô. Wow, con gái làm nghề này sao được nhiều ưu đãi quá vậy? Nhật Vi, mời tôi ly cà phê nha. Thực ra, anh cũng phải mời tôi uống cà phê nữa. Anh cũng đã được phân công làm chương trình Vui Cùng Thể Thao rồi mà. Nhưng tôi không thể so sánh với cô được. Được rồi, vậy anh muốn tôi đãi anh cái gì? Cà phê, cơm trưa hay là cơm tối?
Bây giờ thì tôi không ăn nữa. Hay là cô làm mai cho tôi một người bạn gái đi. Bạn gái hả? Ừ. Anh cũng biết là tôi đâu có quen biết nhiều đâu mà giới thiệu cho anh. À, mà tôi cũng phải cảm ơn anh nhiều đó. Cảm ơn tôi về chuyện gì? Trong nhóm bạn làm chung á, chỉ có anh an ủi và tìm cách pha trò cho tôi vui thôi à. Nếu không có anh và Hồng Thắm, chứ tôi không đi làm nổi nữa đâu. Hồng Thắm là ai? Tôi có thể giới thiệu Hồng Thắm cho anh á. Thiệt hả? Cô ấy làm ở đâu vậy? Cô ấy là nhân viên lồng tiếng trong công ty mình nè. Tôi cho anh số điện thoại, rồi anh gọi điện cho cô, làm quen ha. Alo. Chào em. Em cho anh hỏi đây có số của Hồng Thắm không? Anh tên là Thanh Tịnh. Anh có nghe Nhật Vy kể về anh về em? Em có nghe Nhật Vy kể về anh nhiều lắm á. Hả? Cậu cứ khen anh hoài à. Em rất muốn gặp anh. Bây giờ em đang ở phòng phối âm hả? Dạ không, giờ rảnh nên em xuống canteen rồi. Anh cũng đang ở canteen nè. Em đang ở đâu vậy? Dạ, em ở bàn số 4.